Cô. Hello, how are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. And you? Is that what you're gonna say? Okay, so this is our first time. So please give me a brief introduction about yourself. Okay, so what is your full name? Name is Nguyễn Văn. Okay, so how old are you? I'm 17. Yo. 17. Okay, 17. 17 is like 11th grade, right? Hiện tại 12. 12. Okay. Okay, so where do you live now? I live in Hải Dương. Hải Dương, oh, it's quite near Hà Nội. Okay, so the first thing I'm gonna say to you is I'm Lan is my name, and you can call me by Kayla is my English name. Okay, and can you guess how old am I? Can you guess how old am I? I think you look like I look like 20. 25 or 24. Oh, 25 or 24. Okay, so what is your last decision? 24 or 25? What is your last decision? 24 or 25? Twenty four, 25? What do you think? So. 25, yes, that's correct. I'm 25 years old. And can you guess where do I live right now? Can you guess where do I live right now? I think. Ơ, cái gì cơ? Sorry, cô nghe không 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 được rõ lắm, tại vì tiếng của Thịnh hơi nhỏ một chút ấy. Thì không biết là bệnh chờ một chút nha. Để cô. Ồ, nếu như mà em có tai thì em nên dùng tai nghe. Ừ. Okay. Ok, nói thử có nghe xem nào. Không nghe được chưa? Ôi dồi ôi, ok, được rồi. Ok, great. Ok, so can you guess where do I live based on my accents? Can you guess? Mai mai ai gì ạ? Can you guess where do I live? I'm where do I live? Live. Nghe giọng nghe Bắc nghe Rộng về rõ Bắc thì người sao? Bắc mà, nhưng mà Where do I live? không 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 I không already không giống said. ở Hà Nội cho lắm nhỉ. Ai Oh, so you don't think that I live in Hanoi, right? right. Okay, but actually I live in Hanoi right now. I live in Hanoi, but Right. this September I'm going to move to Belgium. This September. Quay cho hôm sau. Tháng 9 này cô sẽ đi đâu? Where? Belgium. Belgium. Okay. What's the Belgium?
Do you watch football? Oh, yes. Okay, so do you know Eden Hazard or I just forgot the name of the football player. So Belgium is like B. B. Okay, so B đâu có Belgium. Yeah, that's right. Belgium. Okay. So tháng 9 này thì cô sẽ đi học thạc sĩ ở Bỉ nha. Yeah. Okay. Okay, rồi thì mình biết một vài thông tin về cơ bản về nhau rồi nhỉ. Năm nay em học lớp 12 à? Thì vâng. Định thi đại học trường nào chưa? Kinh tế quốc dân ạ. À, okay, kinh tế quốc dân. Có thích kinh tế quốc dân nhưng mà cô học không giỏi toán lắm nên cô đã không học kinh tế quốc dân. Đúng, em biết cô học trường nào? Ngày xưa cô học trường nào? Ngày xưa. Dễ mà, cái này dễ đoán mà. Cái này phạm à? Ngày xưa cô học FPT was FPT mày. No, it's not true. I'm not I was studying at University of Languages and International Studies. Cô học ULIS là đại học ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Okay, cô học ULIS. Và sắp tới thì khi mà cô sang Bỉ thì cô sẽ học marketing instead of cô sẽ không học lại cái cô sẽ không học lên thạc sĩ cái chuyên ngành mà cô đã học ở đại học ngoại ngữ mà cô sẽ học xong cái chuyên ngành khác. Đó, ok. Rồi, đấy là một vài đôi nét thôi nha. Thì em của Thịnh là 5 chấm rồi à? 5.5 rồi à? Dạ. Em của em Ben. Cái mục tiêu là Ben. Yeah. Chưa, em chưa thi bao giờ. Ừ, nhưng mà mục tiêu là chỉ có 5 chấm thôi à? Tiêu à? Ừ. 6.5 chứ ạ. Ờ, đúng rồi. Đấy, phải đặt mục tiêu là 6.5 nha. Ok. Rồi, đặt mục tiêu là 6.5. Ok. Rồi. Ok, so normally what do you do in your free time? I usually play game with my friend and play football. Okay, in my free time. What kind of games? My game I play includes FIFA, Valorant, and Valorant. League of Legends. League of Legends. Okay, I know all the games, but I don't play games. Okay. Okay, let's talk about football. What is your favorite football player or football team? My favorite football team is Manchester United, and my favorite player there is Cristiano Ronaldo. Oh, really? Oh, my yes. Favorite football player is Messi. Yeah. Okay, so okay, it's fine. I don't really that much hate Ronaldo. I think it's same. It's like I like Messi, but I don't hate Ronaldo. Okay, as I mentioned in the box chat, như cô đã nói ở trong phần tin nhắn của cô thì buổi học của mình thì em sẽ cần phải in sách ra. Nếu như mà buổi đầu chưa kịp in sách thì buổi sau cố gắng in sách giúp cô. Để làm gì? Để tiết kiệm cái thời gian mình viết ra vở ấy. Thì mình sẽ viết ra sách, nó sẽ tiện hơn. Về sau mà em cần gì đến cái sách đó thì mình nhìn vào thì mình cũng biết được là hôm đấy mình học cái gì. Và mình sẽ, nói chung là nó sẽ thuận tiện hơn trong cái việc mà em học hành nha. Thêm nữa là chuẩn bị giúp cô một cái quyển vở này để làm gì? Để thứ nhất là ghi từ vựng, thứ hai là làm bài tập thêm của cô, và thứ ba có thể chấp phạt trong trường hợp là em không làm tập về nhà. Thì mới tập được về chưa? Nhà em đó, chưa đó không nói... ok, that's good. Okay, rồi hy vọng là lời hứa đó là đúng nha. Lời nói đó là đúng nha. Okay, keep your promise. Okay. Nó dẫn đến cái quy định đầu tiên ở trong lớp học của cô, đấy là các bạn phải làm bài tập về nhà. Okay, cái này thì chắc là như lời của Thịnh nói thì okay. Cô tin là Thịnh sẽ làm bài tập về nhà. Ok, mặc dù là cô sẽ giao khá là nhiều bài tập về nhà đấy nha. Cố gắng hoàn thành bài tập về nhà giúp cô. Về nhà. Ok.
And the next one is nếu như mà có lịch nghỉ, tức là nếu như mà em bận hay là em không thể tham gia được cái lịch nghỉ lịch học đó, thì em vui lòng báo giúp cô trước 24 giờ để cô có thể sắp xếp những cái công việc của cô. Cũng như là cô có thể báo lại cả trung tâm, đấy là buổi học đó em nghỉ, và trung tâm có thể sắp xếp cho em một buổi học khác. Ok. Vâng. Rồi, học với cô thì khá là thoải mái thôi, cũng cô thì cũng không cô thì cô tự học IELTS, cô từng tự học tất cả mọi thứ, tất cả những cái loại tiếng mà cô đã từng học đều là cô tự học hết, chứ cô không đi học theo lớp. Thế cho nên là cô biết là các bạn gặp khó khăn ở trong phần nào và các bạn muốn học theo cái phương pháp nào nha. Thì mình cứ trao đổi với nhau bình thường. Nếu như mà ở trong lớp học của cô mà em thấy là ok, cái phần này em chưa hiểu, ok là cái phần này cô giảng nhanh quá, hay là em không thích cái phương pháp giảng dạy nào của cô, em cứ bảo với cô có thể hoàn toàn thay đổi phù hợp với cái phương pháp của em. Ok. Vâng. Ok, so now I'm gonna ok. I have a question. How many language do you know? Okay, so I speak French and English fluently, and I can speak a little of Chinese. Chinese language and English. Mm-hmm. You seem to watch anime. Do you know how to speak Japanese? I can speak Japanese, but I usually watch anime. Okay. But I don't like. But yeah. I'm not weeaboo. I'm not weeaboo. Okay. Ủa, sao biết? Okay. Sao biết là cô định bảo là, ủa, em là weeaboo. Okay. So hopefully you are not a weeaboo, because like I don't really, I don't really like. Anime, but I do watch anime. I watch Conan the Detective. That was one of my favorite. I know this anime, but I usually read manga. Manga, okay. I won't watch this anime in my computer. Okay, cô thì cô không thích anime lắm. Anime is not my favorite. I don't know why, but yeah, it's just not my favorite. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. Can see. Yeah. Mm-hmm. Okay. Rồi chuẩn bị vở và bút nha. À, bút thì phải chuẩn bị hai cái bút khác màu cho cô. Tốt nhất là nên chuẩn bị một cái bút màu đỏ và một cái bút màu xanh hoặc màu đen. Màu đỏ thì sẽ dùng để chữa bài. Okay. Vâng. Okay, so today we are going to study, can you read the topic of today's lesson? 12? Monotones, okay. So, do you know what is monotones? No. Okay, monotone is like nguyên âm đơn. Yeah, nguyên âm đơn. Nguyên âm đơn. Thì ở trong tiếng Anh mình sẽ phải học âm, mình sẽ phải học cách phát âm để mình chỉnh chu lại cái cách phát âm của mình trước khi mà mình đi vào học 4 kỹ năng, 4 skills of IELTS, okay? So today we are going to study 12 monotones. The first pairs that we are going to learn is E and E sound, okay? Can you read this one for me? Pizza. Pizza for dinner. Okay, pizza for dinner. Do you like eating pizza? No. I don't really like pizza. Okay. So, what is your favorite food? My favorite food. I don't know too. What? I don't know, because I can eat everything. Oh really? I'm kind of picky person, so I don't usually eat something like noodles. Like do you eat ramen before? Ben. Ramen and ice. Yes or no? No, but I don't like ramen, especially Japanese ramen. I don't really like that. Okay. So hôm nay mình rồi bỏ cái câu chuyện ramen sang bên nha. Hôm nay mình học e sound và e sound. Okay. What is the difference between e sound and e sound? E is a long
Long long gì nhỉ? Long sao? Long sao? And what about eat sao? Is the short sound. Okay, the short sound. Okay, good. Okay, rồi thì cái này nó cũng khá là dễ rồi. Thì Thịnh đọc qua một vài đọc qua tất cả những cái phần từ vựng này để cô check qua cái phần từ vựng nha. Okay. The first one is see. Agree. Okay. Yeah. It's not ear. It's T. Eat. Good. Sit. Good. Team. Great. Next one. Feel. Great. Is. Good. Is. Matter. These. Matter. Okay. Matter. Secret. 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 Mm-hmm. Secret. Evening. Mm-hmm. Equal. Mm-hmm. Oh, Peter. Peter. Okay. Peter. Next one. Museum. Mm-hmm. European. European. Mm-hmm. Chinese. Mm-hmm. Japanese. Mm-hmm. And complete. 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 Không phải complete. Complete là một từ khác rồi. Complete. Blah blah. Complete. Complete. Mm-hmm. Good. Next one. Ski. Mm-hmm. Ski. Sky. Ski. Okay. Next one. Hello. Lit what? Little. I don't lit. Lit what? Literature. Literature. Okay, next one. Literature. Pizza. Mm-hmm. Police. Police hay police. 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 Police hay là police. Which one? Police. À? Trời ơi, em ra nước ngoài mà em nói là call police là người ta không biết là police là cái gì đâu nha. Call police nha. Trời ơi, thứ hai nha. Police. Okay, police. Police. Yeah. Next one. Machine. Mm-hmm. Magazine. Mm-hmm. Pupil. And pupil. Không phải là pew. Không phải là pew. People. Okay, people nha. Cái từ pupil mà em đọc ấy nó là từ học sinh. Đó, cái từ này. Wait, từ học sinh. Là pupil. Học the sinh bây giờ em nói là students people. Đúng không? Cái từ kiểu đọc pupil. Ok, thì cái từ này mình đọc là pupil thì là học sinh, còn pupil. Người thì mình đọc là people nha. Ok. Được chưa? Rồi, được. Ở trong phần này có từ vựng gì có từ nào là từ mới không? Cái từ liter. Liter, ok, đọc đây là một đơn vị đo lường. Liter. Đúng rồi, là lit. Ok, next word. Ski. Ski. Ok. So we have the word snow skiing. Snow skiing. So what is ski mean? Skating. Snow skiing là skiing. Môn thể thao. Vậy thì ski là gì? Trượt gì? À, chết cô lại là. Trượt tuyết. Ok, trượt tuyết. Vậy thì ski là gì? Skating. Ski mà? Ski. Trượt. Ski trượt. Okay. Rồi, ski là trượt nha. Ok, rồi còn từ gì nữa không? Let me see. Oh. Equal. What is equal mean? Cân bằng. Bằng. Bằng hoặc cân bằng. Okay, good job. What is European? Châu Âu. European. Europe là châu Âu nha. European là gì? Người châu Âu. Người châu Âu. Okay, next one. What is feature? Feature. Nó đúng đơn vị. Feet. Feet. Ok, rồi. Cái này rất hay nha, nó còn có một cái nghĩa khác. Đấy, cái từ feature này, ngoài cái nghĩa nó là fit ra, tức là đơn vị đo lường ra, thì nó còn là một cách viết khác của từ perfect.
Đây là Đó là một cách viết khác của từ Buffett nha. Đó, vậy thì feature với cả Buffett thì nó sẽ bằng nhau nha. Hoặc là feature nó còn có nghĩa là fit nữa. Ok. Rồi, còn gì nữa không ta? Hết rồi đúng không? Hết ạ. Nhưng lưu ý giúp cô, mình đang học là âm y, thế cho nên là mình không thể nói là agree, it, sit, team. Đọc như thế thì không ra âm y được nha. Thậm chí là có thể bị lẫn ra một số từ khác. Thì cái này đọc dài âm ra một chút giúp cô nha. Ví dụ như see, agree, eat, sit, team, feel, peace, vân vân như vậy nha. Ok, sure. Đọc cho cô từ number 1 to number 5. Can you? Can you see the sea? She là cái nào? She là cô ấy à? Can you see? See. Can you see the sea? A piece of pizza. Feed us in the team. Next one, number 4. A kilo of peaches and a liter of cream. Okay, peaches. Peaches. Okay, next one, number 5. Please, can you teach me to speak Portuguese? Okay, Portuguese. Portuguese là tiếng gì? Tiếng Bồ Nha. Okay, thích vừa đổi cho nó biết cái này. Okay, good. Portuguese. Okay, rồi, thế thì cô đố một câu nhá. In Brazil, what kind of language do the people speak? In Brazil. Brazil. They speak two languages. English? No, not English. Not English. Chưa nghe bao giờ, nghe thấy Brazilian bao giờ thì là chắc chắn đã không đúng có rồi. Chính xác luôn. Thế thì nó là cái gì? Brazil tiếng... nó nằm gần Portugal và nó nằm gần Spain. Hình như ngày xưa Brazil từng là thuộc địa của Portuguese sao nhỉ? Portugal sao nhỉ? Thế thì nó speak cái gì? Nó speak cái gì? Portuguese. Nó speak Portuguese là cái thứ nhất. Rồi, còn cái thứ hai. I know that is too difficult for me. And Spanish. Brazil speak Portuguese and Spanish, okay? Spanish à? Tây Ban Nha nữa. Chính xác, ở Brazil thì người ta sẽ nói cả Portuguese với cả Spanish. Hai cái tiếng Portuguese với cả Spanish ấy, nó gần giống nhau nha. Đó, ok. Rồi, đấy là E sound. What about E sound? We have few words right here. Can you read them all for me? The first one is If listen. Miss listen. Miss Lina swim. Business. Yo, what is the first one? Busy. Good. Business. Building. System. Great. Okay. Number 1 to number 5. 56. Dinner in the kitchen. The cinema ticket. A picture of a building. Great. Big business. Okay, big business. Okay. Thì ngay em sinh tháng mấy đấy? Em cung gì đấy? Ông tử sao vậy? Tháng 6 ạ. Can you guess what is my zodiac size? Can you guess what is my zodiac size? I think and Leo, Gemini, Capricorn, Virgo. Is definitely October. October. So
You think that I'm Scorpio? Cũng bọc cạp hả? So... Ok, cô là cung Gemini, cô là cung song tử, nhưng mà là song tử tháng 5. Yo. Ok. Yếu cái gì? Yếu cái chỗ hỏi. Trời ơi, rất yếu chỗ hỏi. Ok, rồi, không yếu nha. Cô đang định bảo là song tử rất là thông minh nha. Ok. Ok, so now we are moving to the exercises right here. The we are going to do the 2.1 and 2.2. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 word right here. You will have 30 seconds to look at number 1 to number 3, exercise 2.1. And after 30 seconds, we will do, okay? I think you can do it now. Right. Are you sure? Sure. Okay. Rồi, làm giúp cô nha. Đọc câu một giúp cô đi. What is number one? What shall we do this evening? Let's stay at home and watch TV. Oh, wait. What is TV? Television. Wait. Television, right? Okay, can you read that again for me? What shall we do this evening? Let's stay at home and watch TV. Television. Wait. What is the threat of television? Yes. Cho âm rơi vào. Right? Television. Hi. Thì là đọc là television. Television. Ba. Thế là đọc là television. Ê, ông rồi, chỉ có thể chỉ còn ông đầu tiên thôi, không thể nào khác được. Âm ấy, cho là cuối cùng. The last choice. Một, chính xác luôn, mình đọc là television, ok. Đây là từu đặc biệt nha, bình thường những cái đuôi kết thúc bằng đuôi tion hoặc là đuôi tion này trong âm sẽ vào giữa, ba, âm rơi vào âm trước nó. Trước nó, đúng. Nhưng riêng từ này, trong âm rơi vào âm đầu tiên, television. Ok, không phải là âm thứ ba, không phải là trái đại ví dân đâu nha. Ok, yes. Number two. Let me read that email. No, it's a secret. No, it's a secret. You know? You know my friend Steve. Yes, mm-hmm. Well, he's got a new job. He's John the police. Okay, police. Yeah, police. Okay, good job. Okay, so now let's move to 2.2. Okay, can you read the exercise 2.2? Find the E. E equals five the equals from these clues. Clues, okay. So which clues? Which one is clues? What does clue mean? Clues là... Trời ơi, cô biết tình hình cho tiếng Việt. Nhưng mà cô... Cô không biết tiếng Việt đúng không? Cô biết tiếng Việt, wait. Cô biết từ từ. Clue là gợi ý, đúng rồi, gợi ý. Gợi ý. Gợi ý. Đâu? Gợi ý ở đâu? Where? Tìm gợi ý đâu? Pictures, yeah. Okay. Rồi, pictures, đây rồi. You will have 10 seconds to read from sentences 1 to sentences 8. Cái này không phải là điền cái từ bức tranh vào chỗ trống đâu, nó là từ bức tranh nó chỉ là gợi ý cho em để tìm ra cái từ đó thôi. Cô ví dụ nha, example right here, 1,000 is a million. Đó, nó sẽ là cái 1,000,000 này. Đó, thế cái câu này dịch ra là gì? 1,000,000 is a million. 1,000,000 là 1,000,000. 1,000,000, 1,000,000 đâu? 1,000,000 là 1,000,000. Đúng rồi, 1,000,000 là 1,000,000. Ở trên lớp học giỏi toán không? Cũng bình thường, không quá nổi. Thế thì học giỏi môn gì? Ở trên lớp học giỏi môn gì?
Đặc hiện tại môn tiếng Anh này, em tốt nhất rồi. Hiện tại môn tiếng Anh học giỏi. Tốt nhất. Tốt nhất. Tốt nhất. Ok, tốt nhất. Ừ, ok, rồi. Em không dành thời gian nhiều lắm cho mấy môn kia. Oh, ok, I believe in you. Ok, so number one, you can see a... See what? Number one. You can see. You can use elevator. Okay. Tutu, cái thang máy đọc là gì? Elevator. V ở đâu ra? E, V, A, T, O, N, R. Ok, từ này đọc là elevator nha. Elevator. Wait. Elevator rồi. Cô chấp nhận là cái này là cái thang máy. But look at this. Ở đây nó là trước elevator thì nó phải là gì? Nó là hay là un, đúng rồi. Vậy thì elevator ở đây không được chấp nhận. What? Cô đồng ý nó là cái thang máy nha. I agree with you, that is an elevator. But another word for elevator is stair. Nâng lên, bắt đầu bằng chữ L. Cái gì? Lift. Nâng lên. Lift. Thì ở đây sẽ điền cái gì? Lift. Lift, chính xác. Một cái nâng lift. Lên. Rồi, ok, nó không phải là một cái nâng lên. Mà Mỹ thì người ta sẽ gọi là elevator, tức là tất cả những cái nước English speaking country thì người ta sẽ sử dụng là elevator. Nhưng ở riêng một nước, đấy là một cái nước tự coi mình là quý tộc, đấy là England, thì người ta sẽ sử dụng lift nha. Đó, lift nó là cái thang máy. Ok, rồi the second one, there are 60 seconds in a clock. In a clock. Cái đồng hồ ấy. cái ảnh nó chỉ là cái clue của em, nó chỉ là cái gợi ý thôi, chứ không phải là cái từ mà em sẽ điền vào. Đọc lại cái câu này giúp cô. There are 60 seconds in a in a 60 second là cái gì? 60 giây thì sao? In a có 60 giây. In a one minute. In a rồi lại còn one minute nữa. In a minute chính xác luôn. Ok, holy number three. A dictionary. I heard that. Stop. Okay. No. Okay. Thật ra là. Okay. You can swear, but we are studying right now. Sẽ có một cô khác check cái recording này nữa. Thế cho nên là đừng swear ở đây. Okay. Okay. Do not say that. Okay. Number three. Dictionary. A dictionary. 100%. Okay, a dictionary. Đọc cả câu giúp con nha. A dictionary. Dictionary is a book of words to help you with your English. Good. Number four. It's too warm. It's too warm in here. Open the window. Good. Number five, bắt đầu bằng chữ C. Coffee, không thể là coffee nhé. Cook. It's cook. Cook gì? Ok, từ này không biết đúng không? Vậy thì bắt đầu bằng chữ B. This biscuits. Biscuits là cái gì? Bánh quy.
Bánh quy, bánh... chính xác. Bánh quy còn còn một từ khác nữa là từ gì? Cook gì? Cookie. Cookie, chính xác luôn. Cookie. Sao, rồi, sao lại à, sao lại ăn bánh quy với cà phê? Nhìn kia chả giống bánh quy gì. Trông... Đây chả giống bánh quy, chả lẽ chung là trông... giống bánh dày. Điều thật. Đúng không? Giống okay. Miếng thịt. Miếng thịt chứ hỏi. Ok. Bánh quy thường người ta sẽ nhúng vào trà để người ta ăn kèm nha. Đến thử trà ở nước Anh đó. Ở Anh người ta sẽ gọi là biscuits, còn ở English speaking country tức là tất cả những cái nước nói tiếng Anh còn lại người ta sẽ sử dụng là cookie. Ok. Rồi number 6, birds and plants have a wing. Thế là có một cái cánh rồi à? Two wing. Em đọc như thế thì nó vẫn chỉ là một cái cánh thôi. Wings. 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 Oh. Đọc như tiếng Thái mà. Birds and plants have wings. Các bạn có lấy giúp không? Birds and plants have wings. Okay, good. Number 7, you can see yourself. You can see yourself in a... cái gương là cái gì? Cái gương là cái gì trước? Mới mới nhớ là sao tự nhiên quên rồi. So... Start with M. Me. 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 R. O. R. Phải. No. Me. Mirror. Mirror. Chính xác luôn. Mirror. Okay, good. Number 8. Don't drop. Trust. Trust. Okay, don't drop trust. Put it in a bin. Okay, another word for trust là gì? Bắt đầu một chữ L. Lid. Lid. Trust bằng với cả từ gì? Lid gì? Litter. Litter. Bằng với cả từ gì nữa? Bắt đầu một chữ G. Gar. Gar. Gar gì? Garage. 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 Em tưởng cái túi rác. Garbage. Garbage. Em tưởng là cái túi rác. Không, garbage là rác nha, không phải là túi rác đâu. Rồi thì mình có ba từ này là đồng nghĩa với nhau này. Một từ là, đọc lại giúp có ba từ này nào. Trash, litter and garbage. Okay, garbage. Ở trong IELTS listening, IELTS speaking or IELTS writing, you have to paraphrase the word usually. Like for example, in the first sentence you use the word trust. The next sentence you have to use another word for trust. Okay. Rồi ở trong cái bài speaking và cái bài writing IELTS thì mình nhớ giúp cô là mình phải liên tục thay đổi những cái từ vựng nha để giám khảo biết được là mình có khả năng sử dụng từ vựng thì bên điểm của em mới cao được. Okay. So that was for A section. B section, we are going to study about the U sound and U sound. Okay, can you read the topic for me? A spoonful of sugar. A spoonful of sugar. A spoonful of sugar. Sugar. Okay. Sugar. Okay, so I have few words. I have few words right here. Can you read them all for me? To group, shoe, and blue. Blue. Music. New. To fruit, juice. Me too. Work in groups. New shoes, dress and blue. Listen to the music. I'm 42 and fruit juice. Do you usually drink juice? Juice. Do you drink juice at home? I usually, yes, I am. Usually, okay, drink. Okay, so what kind of juice you usually drink? I usually drink orange juice. Mm-hmm. And okay. And I can't remember this juice. The name? Quasi. So I forgot the name of this fruit.
Okay, you can speak in Vietnamese. What is the name of không, the ý em quên quên luôn cái tên của cái quả đấy. Okay, không phải là không nhớ. Okay, so you don't know Vietnamese too? Either? Yeah. You don't know Vietnamese either? Okay, great. Yes. So now we are going to speak English for the whole time. Okay, can you read? Okay, so we move to the sound U, okay? It's the short sound of U, okay? Can you read the, oh my gosh. Can you read the words for me? Can you read all the words for me? Spoon. Sugar. Good. Book. Mm-hmm. Food. Foot. 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 Mm-hmm. Foot. Good. Oot. Mm-hmm. Good. Woman. Woman. My bag is full. Where's my book? Where's my book? Cái từ is ở đâu trong cái câu này? Where? My bag is... My bag is full. Is ở đâu? Is ở đâu? Phải chấm em nghĩ cái gì viết tắt của is. Nhưng mà cái đấy không đọc là is. Cái đấy không đọc là is. My bag's full. My is ở đâu? Mà đã đọc is. My bag's full. Đúng rồi. Number two. Where's my book? Good. My left foot. Mm-hmm. A kilo of sugar. Sugar. Who's that? Sugar. Who's sugar. That? Sugar. 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 A kilo sugar. Of sugar. A kilo of sugar. Good. Who's that woman? Woman. Woman. Whoa. Okay, great. Now, okay. So that we have 3.1 về nhà làm giúp cô nha. 3.1 về nhà làm. Mình làm 3.2 trước đi. 3.2. Okay, put the U words from exercise 3.1 to the sentences. Okay, the first one is, do you like? Do you like fast food? Food. Food. Mm-hmm. Food. Okay, so are you coming to the? Are you coming to? Let me guess. Lấy từ ở đâu? Lấy từ ở đâu? Bên trên. Mm-hmm. So, how? You coming nope. to nope. school? To school, chính xác luôn. Are you coming to school? Tại sao ở đây lại không biệt là town được? Đúng không? Town nó vẫn là một danh từ nha. Room này vẫn là một danh từ nha. Tại sao mình lại không điền room hoặc là town được? Town, thị trấn đúng không? Mm. Phòng school. I don't know. Okay, so have you studied about mạo từ under? Học chưa? Under học rồi đúng không? Vâng. Rồi, ok. Tại sao mình lại không sử dụng room với cả town ở đây được? Bởi vì nếu như mà mình nói là are you coming to the room và are you coming to the town thì nó mới đúng. Bởi vì khi mà mình nói với người ta là mày, sorry, bạn có đến. Sorry, bởi vì bình thường cô hay dạy sinh viên đại học nên cô hay sử dụng là mày. Ok, so, cái gì nhỉ? Bạn có đến cái thị trấn kia không? Bạn có đến cái phòng học kia không? Thì mình đã phải, cái phòng học và cả cái thị trấn đấy nó đã xác định hay chưa? Rồi. Rồi, đó, nó phải xác định rồi thì mình mới chỉ cho người ta được. Còn school ở đây người ta không cần phải xác định. Đúng không nào? Người ta chỉ cần biết là bạn kia có đi học hay không. That's all, đúng không? Đó. Vì vậy, nếu như mà sorry, nếu như mà ở đây em điền là are you coming to the room hoặc là are you coming to the town thì cô sẽ chấp nhận. Nhưng nếu như mà không có mạo từ the thì chỉ có thể điền được là school mà thôi nha. Lưu ý giúp cô cái phần đó. Ok, the next one, the third one is is the second minute. Is
Tuesday, the 2nd of June. June, chính xác luôn. Lại còn ở đâu nữa? Yo, yo, what? No, it's not yo, what? It's what? It's Tuesday, the 2nd of June. Okay, good. June là tháng mấy? June 6. July, tháng 5. Okay. Next one, number 4. Let's watch the news, chính xác rồi. Let's watch the news. Okay, good. Number 5. Good, oh. Yeah. Hai chữ trống nha. This one is two blanks. This one has two blanks. It's over there. Something over there. Cô sẽ gợi ý nha, từ thứ nhất mình điền cái ô trống thứ nhất này, mình sẽ điền một từ dùng để chỉ. Look, okay, good. Look cái gì nữa? Spoon á? Thìa nó ở đây. Thìa nó ở đó, nghe không hợp lý rồi. không. Cái thìa nó để cho một câu khác rồi. Để một từ khác đi, sợ cứ phải cái thìa vậy. Lấy từ ở trên đây. Có từ nào chưa được điền thì cứ điền vào thôi. How room and sugar. Sugar is over there. Look, sugar is over there. Rồi, chấp nhận. Đường ở chỗ kia, hợp lý. Được, chấp nhận. Sugar is over there. Chấp nhận luôn. Okay. Number 6. Here's a spoon for your soup. Okay, here is a spoon for your soup. Soup. Good. Okay, good. Now, move to 3.3. Okay, so for the word with U sound, okay, which one is U sound? Nào, đọc lên nha. Từ nào là U ngắn, đọc lên giúp cô nào. Book. Book, từ để cô khoanh nha. Wait for me. Book đâu? Book đâu khoanh rồi. Okay, book, gì nữa? Cookery. Cookery, okay, good. Next one. Gì đó? Cough không phải là âm u nha. Cough đọc là cough mà lại bảo là âm u. Could. Okay. Could có phải là âm u không? Could. I mean. Nó không phải là âm u, nó không phải là âm này. Ý... Mà nó là âm này. Đó, không phải nha, hai từ này không phải. Tiếp tục. Good. Good. It's definitely good. Good. Next one. Soon. Okay, soon. Next sugar. One. Sugar. Chắc không. Hai cái từ này chắc không. Soon, chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Soon. Sugar. Soon hay là soon? Em đọc là soon. Soon. We are going soon. Hay là we are going soon? Soon. Một hay hai hay một? Thế hai. Ngắn hay dài? Dài hay ngắn? Ngắn. Thật không? Chắc chắn. Chắc chắn chưa? Chắc chắn không? We are going soon. Chắc chắn. Chắc chắn, nhưng sự chắc chắn của em đã sai. Soon. Ok, mình đọc là soon. Ok, chứ không phải là soon. We are going soon. Soon. Soon là tiếng Thái rồi em. Soon là tiếng Thái. We are going soon. Là tiếng Thái rồi. Soon ma. Nhưng mà cái này nó là soon. We are going soon. Ok, soon. Rồi, tiếp tục.
Còn từ gì nữa? Sugar. Sugar. Ok, chắc chắn luôn. Còn nữa không? Nó có true hay nghe thought true. Thì đây là thought là... nghe true, cái từ bên cạnh thought ấy. Ok, true. Từ này đọc là gì? Thought. Thế hai từ này có phải là âm U không? Hai từ này có phải là âm U không? Không. Cái từ thought này chắc chắn là không phải âm U rồi nhá. Thì còn cái từ true, true này có phải là âm U không? Không. Không cái gì mà không. Ê, đấy đọc dài hơn. Cô đang hỏi là có phải là âm U không? Cô đang hỏi là có phải là có, âm U có, không? Có, nhưng mà vậy thì bây giờ nó là U ngắn hay U dài? Dài. Chính xác. Ok, rồi. Hai từ này không phải. Ok, rồi. Rồi, ok. Ok, rồi mình còn một phần nữa. Mình đó là âm này là âm gì? A. A ở đâu ra? A là chữ A. Âm. À. Âm A, ok. Âm này là gì? A. À, ok. Rồi, nó... Ừ, đúng rồi, ok. Rồi, đọc giúp cô tất cả những từ này nha. Toàn bộ phần này, sorry. After. After. Afternoon. Ask. Answer. But. Answer là cái gì? Answer là cái gì? Answer. Answer. Ây, W uh-huh. không phải đọc ạ. À. Answer. Answer, đúng rồi. Không phải là answer nha. Answer. Answer. But mm-hmm. bathroom mm-hmm. can't mm-hmm. class mm-hmm. dance wait dance mm-hmm. past mm-hmm. butter glass tomato. Có đọc là tomato được không? Không, em không biết nhưng mà em chưa bao giờ nghe đọc là tomato cả. Chứ okay. Tiếng Brazil là rồi ok, mình có thể là đọc là tomato hoặc tomato đều được nha. Tomato là người Anh sẽ đọc, còn tomato là người Mỹ đọc như vậy. Okay. Next one. Bar. Car. Cat. Car. Bar. Car. Bar. Bar. Car. Mm-hmm. Cat. Car. Car. Mm-hmm. Bar. Far. Bar. Chữ r là phải r car cart far park start and park. Start park star mm-hmm. and mm-hmm. stars good okay next one stars and mm-hmm. last great hurt hay là hurt hurt, hurt là bị đau hurt là bị đau cái này đọc là hurt. Hat. My hat. Stupid hat. Okay. Mm-hmm. Good. Number one to number three. How fast the car park? Great. We went to the lag park full of film stars. We went to a large bar full of film stars. Stars. Đọc lại cả câu giúp cô. We went to a large bar. Large bar full of film stars. Có phải là full. Full of film stars. Có phải là where film stars. Film star. Good. Number three. We are starting in half an hour. Good, we are starting in half an hour. Okay. Kick it up. Next one. We are starting in half an hour. Okay. Starting. Okay, so we move to a sound. Okay. Okay, can you read the word for me? Yeah. Bus. Color. Color là cái gì? Color. Color. Come. Cup. Mm-hmm. Run. Great. London. Great. Luck. Great. Monday. Okay. Month. Okay. Mother. Great. Much. Mm-hmm. Nothing. Great. Number. Mm-hmm. Grand.
study son uncle under. Okay, so this word we spell this word we pronounce nothing or nothing. Nothing or nothing. Nothing is but nothing and nothing is a brew. It's the same. Same. No, it's so. No, I pronounce it nothing, and the next one I pronounce is nothing. Nothing. I usually pronounce is nothing. Nothing. Okay, là âm a nha. Nothing. Okay. Rồi chưa phải là nothing. Okay. Không phải not và thing mà là nothing. Okay. Nothing. Next one. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck with your exam next month. Mm-hmm. Take a number one bus on bus. I said bus. Come on Monday. Not come on Sunday. Okay. My brother studying in London. London. Okay, good. So, exercise number 4.1. Write the words in the correct columns. We have eight words right here. So we have words with a sound and word with other vowel sounds. Okay, tìm giúp cô từ nào là a sound. And artist từ này gì nữa? Garden. Garden. Okay, đọc là garden nha. Từ gì nữa? Part. Part. Từ gì nữa? Part. Garden. March. March. What? Còn từ gì nữa không? What? Chắc chắn không phải rồi. Chắc chắn không phải. Đọc lại đi, đọc lại đi xem có phải không? What? W-A-T chắc đi. Oh, cái từ này đọc là gì? What? Watch. Còn cái từ này đọc là gì? Gar. Garden. Cái từ này đọc là watch. Nó giống nhau hay nó khác nhau? Khác. Khác thì nó ở cột này hay cột này? Cột A hay cột B? B. Yes, that's right. Cột B nha. Cái từ này đọc là gì? Worm. Worm. Cột A hay cột B? B. A or B? Worm. Worm. E-M-P. Mình đọc là artist. Mình đọc là worm. B. B. Good. What about talk. The last? Talk. 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 A or B? B or I? Talk. It's definitely B. Yeah, it's definitely B. Okay. So the next one with add sound, we have business is the B columns and country is A columns. Okay, what about fun? A or B? Fun. Country, fun. A or B? A, good. Home. B, lots. B. Money. A. Từ tiếp theo. Mother. Mother. A. And the last one. Push. B. Push. Push. B. Push. Push. B, đúng không? Okay, push. Okay, rồi. Mình, đấy là toàn bộ phần bài ngày hôm nay. Hôm nay mình học mấy âm? Mấy cặp âm. Học xong mà không nhớ gì hả? Thịnh. Tại em thường quên ngay lập tức những thứ mà em vừa nghe được. Thế nên là... Nhưng mà về sau em sẽ tự nhớ lại. Okay, hôm nay mình học mấy cặp âm? U, I, A, 3 vậy. 3, đúng rồi, hôm nay mình học 3 cặp âm. Bài hôm nay có khó không? Không. Không, không khó thì buổi sau khó hơn nhé. Sau được. X10 khó. Ok. Rồi, ở đây có một bài mình chưa làm. Ở đây có một bài mình chưa làm là bài gì? Là bài 3 gì? 3 chấm mấy?
3.1. Ờ, đọc là okay. dot hoặc là point cũng được. Point đều được nha. 3 point. Bình thường người ta sẽ đọc là point, chứ người ta ít đọc là dot lắm. Dot thì thường sẽ sử dụng ở trong email nha. Nó kiểu, hoặc là ở trong những cái chỗ chấm, chỗ trống, nó sẽ là kiểu dot dot dot. Hoặc là email thì nó sẽ là kiểu chấm 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 thì nó sẽ là cái gì nhỉ? LANDTK dot gì gì đó. Thì người ta sẽ dùng dot. Còn bình thường nếu như mà nói số, số điểm ấy, hoặc số bài ấy, thường thì người ta sẽ sử dụng point nha. Ok, rồi. Thì đấy là toàn bộ phần bài hôm nay. Về nhà làm cho cô 3.1 này, kèm với cả cái link mà chút nữa cô sẽ gửi, là phần bài tập về nhà. Ok, rồi. Yeah. Ok, so do you have any comments about today's lesson? I don't have yeah, I don't have any comment about the lesson. Okay, so do you want to improve anything in our lesson? Like, I think the teacher speak too much in the class. I want to speak more. So please, next time the teacher can speak a little bit so that I can speak a lot. Do you want that? Yes, I want. Okay, so you, thế là Thịnh bảo cô là cô nói nhiều, thế là buổi sau thì cô nói ít đi và Thịnh sẽ nói nhiều lên. Em lại tưởng I cô lại bảo luôn that, rồi. I said that. I said that, right? Okay, rồi buổi sau cô sẽ nói ít đi và sẽ cho Thịnh nói nhiều lên. Okay, agree? Yes. Oh. Yes, okay. So lịch học của mình là Thịnh sẽ học buổi và thứ hai và thứ năm. Thứ hai và thứ năm, thứ hai em học 2 tiếng liền đúng không? Vâng. Ok, rồi. Thế tại sao không chia làm 3 buổi một tuần? Okay, anyway, thank you for joining me today. If you have any feedback of today's lesson, please comment in the box chat in Zalo, using Zalo, okay? Yeah. And see you... Oh, thứ hai mình vẫn được nghỉ à? Thứ hai đi... Thứ hai mình nghỉ lễ. Thứ hai mình vẫn nghỉ lễ. Okay, so... Okay, see you on Thursday next week. Okay, remember to do the homework. Yes, okay? I will do it. Thank if you I have enough time. See you. See you bye again. Bye. See you.